Sáng ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội, Bitcoin Việt Nam, Quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam tập trung chủ yếu vào công nghệ blockchain đã tổ chức diễn đàn Hay Blockchain. Diễn đàn thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực cung cấp ứng dụng blockchain. Paymon là một dự án blockchain cung cấp một nền tảng kinh doanh tên gọi là Profit. Nền tảng này kết nối trực tiếp doanh nghiệp và khách hàng. Tại nền tảng này, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp vận hành công việc kinh doanh, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Người dùng có thể thanh toán trực tiếp cho những sản phẩm mà họ sử dụng với chi phí giao dịch bằng không và thời gian giao dịch diễn ra gần như ngay lập tức. In Vietnam, I know that the blockchain is not very popular, but I want to do it more popular here and all over the world because it's very important for us to teach new technology to and it's not depend on the it could be not only blockchain, it could be artificial intelligence, something else, because we need to learn and we need to learn new things, new technology. Blockchain hay còn gọi là chuỗi khối là một nền tảng công nghệ cho phép tạo ra những bản ghi giao dịch minh bạch, chống sửa đổi và giả mạo, có thể truy vết giữa các bên tham gia hệ thống mà không cần đến bất kỳ bên trung gian tín nhiệm nào khác. Khi một giao dịch được thực hiện, một khối dữ liệu mới sẽ được sinh ra để ghi nhận những thông tin chi tiết về giao dịch gồm bên bán, bên mua, thời hạn hợp đồng, giá thỏa thuận và ghép nối tiếp tục vào chuỗi khối dữ liệu của toàn bộ các giao dịch diễn ra trước đó. Việt Nam được xem là trường tiềm năng và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp đang cung cấp các giải pháp công nghệ blockchain. Speed per transaction is one weekend and various fees for the payment for the transactions is very low, just one cent in dollars. So our goal in Vietnam is we are very interested in Vietnamese market firstly. We see here a lot of crypto enthusiasts. We see what Vietnamese people want to have a blockchain. Theo các chuyên gia, có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng công nghệ blockchain. Nếu biết ứng dụng tại blockchain, có thể giảm chi phí cơ sở hạ tầng lên đến hàng chục tỷ đồng một năm cho mỗi doanh nghiệp. Đối với một số doanh nghiệp và tập đoàn lớn, nền tảng blockchain đã đem lại cho họ cơ hội đảm bảo nguồn cung, hạn chế trung gian và cắt giảm chi phí vận hành. Ngày hôm nay mình đến với Hay Blockchain thì mình cũng rất là quan tâm những cái thông tin ngày hôm nay từ những cái đơn vị đối tác của Hay Blockchain. Họ là những cái đơn vị rất là tức là được đánh giá là cũng rất là có uy tín trên thị trường, và bây giờ thì họ cũng đang có những cái ý tưởng rất là tuyệt vời, và mình cũng rất là muốn là nắm bắt những cái ý tưởng này, và nếu có cơ hội được hợp tác và đầu tư cùng với họ thì cũng rất là tuyệt vời. Theo các chuyên gia trên thế giới, blockchain được nghiên cứu và triển khai ứng dụng tập đoàn lớn trên thế giới, còn tại thị trường Việt Nam chưa thực sự có nhiều công ty nghiên cứu và vận hành về blockchain. Do đó, rất nhiều công ty về blockchain đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore ở văn phòng và tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.